Đây là bài viết tròn một năm sử dụng Anki flashcards để nhớ mọi thứ và một số ghi chú của tác giả Quang Khuê đăng trên spiral.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết này luôn nhé. Xin chào mọi người, tôi là Quang Khuê. Tôi đã search từ khóa Anki trên Spiral và không tìm kiếm được gì nhiều. Mặc dù cộng đồng sử dụng và đóng góp phát triển Anki trên thế giới khá lớn, song ở Việt Nam thì lèo tèo vài móng, nên tớ cũng chẳng biết viết cái này ở đâu. Ok, loan quanh như thế cũng đủ rồi. Tớ đã có kinh nghiệm sử dụng Anki được một năm liên tục, nghĩa là ngày nào tớ cũng dành ra cho nó trên dưới một tiếng. Ban đầu, tớ dùng Anki để ghi nhớ từ vựng tiếng Anh. Tuy nhiên, thời gian trôi đi và tớ sử dụng nó với nhiều mục đích khác nhau, như bắt đầu học tiếng Nhật, ghi nhớ cách nhận diện khoảng 50 typeface phổ biến, ghi nhớ anatomy của một typeface, một vài bản nhạc cổ điển hay đơn giản là tên của một số người tớ mới gặp lần đầu. Và tớ thấy mọi thứ có vẻ ổn, vì bộ nhớ của tớ bắt đầu có thể nhớ tốt hơn, ít quên hơn và tớ cảm thấy tự tin với việc lưu giữ thông tin của mình. Đáng lẽ ra tớ phải giới thiệu về Anki ngay từ đầu, song tớ không nghĩ việc ghi nhớ sử dụng SRS, Space Repetition Systems, giống như là Anki, là việc thích hợp cho tất cả mọi người. Có nhiều người giống như anh chàng Danny Christian đã từ bỏ Anki sau những 2 năm sử dụng. Hay Ted Kim, tác giả của một blog học tiếng Nhật nổi tiếng, cảm thấy hoạt động của Anki không phù hợp lắm với phong cách học của mình. Chuyện đó cũng bình thường. Tớ cũng từng giới thiệu Anki cho nhiều người. Một số người tỏ ra không hứng thú lắm, một số khác thì dùng không đều đặn rồi bỏ dở luôn. Vậy tại sao tới giờ tớ vẫn còn dùng? Vì sao tớ gắn bó với Anki cũng như SRS? Không giống với việc học nhiều thứ khác, việc học ngoại ngữ theo tớ chú trọng vào số lượng nhiều hơn là chất lượng. Như thế không có nghĩa bạn không cần hiểu mọi thứ chi tiết và cặn kẽ. Tớ chỉ nói là trong hầu hết các trường hợp, hôm nay bạn chỉ cần biết một chút, hôm sau một chút nữa, thế là ổn. Tớ sử dụng Anki kiểu thế, tìm kiếm một vài từ, thêm vào Anki và bắt đầu học. Và tớ làm chuyện đó rất đều đặn. Tớ có thể đa dạng hóa các card. Ngoài dạng thông thường như hình ở đây, thì tớ còn tạo thêm dạng điền từ hoặc dạng nghe nguyên cả câu rồi lặp lại, đại loại thế. Nói chung, các card trong Anki có thể chia làm hai dạng, là dạng recognition và dạng production. Dạng recognition yêu cầu bạn phải hiểu được những gì được nhìn thấy hoặc nghe thấy, như hình ở đây. Dạng production yêu cầu bạn phải chủ động hơn trong việc tìm từ còn thiếu để điền vào. Tớ không nghĩ là mình diễn đạt chính xác mọi thứ đâu, nhưng hy vọng mọi người sẽ hiểu. Một trong những lý do nữa khiến tớ gắn bó với Anki là vì tớ dành quá nhiều thời gian cho nó. Ngoài thời gian cho việc sử dụng, tớ còn tốn thời gian cho việc theo dõi cộng đồng người sử dụng Anki trên Reddit, theo dõi việc cập nhật các add-on, chỉnh sửa lại định dạng các card đã tạo, tạo thêm card mới. Tớ ưu hóa việc sắp xếp nội dung theo tag. Đọc đến đây thì có thể bạn sẽ thấy hơi dở người, nhưng vì tớ quyết định sử dụng Anki trong một thời gian dài, nên tớ nghĩ đầu tư cho nó cũng không sao, kiểu chơi game hay tập gym vậy. Một số thứ cho người mới bắt đầu sử dụng Anki. Khi mới sử dụng Anki, tớ đã tìm kiếm những thứ cần thiết để có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Tìm trên các trang tiếng Việt thì thấy đa phần là vớ vẩn, vì toàn bài linh tinh trên mấy trang web dạy ngoại ngữ. Nên sau đây là một số nguồn thông tin tớ nghĩ là thích hợp cho những người bạn mới bắt đầu. 1. Video về sử dụng Anki của Nguyễn Tiến Đạt. Tớ đã bắt đầu làm quen với Anki nhờ những video này. 2. Ebook Anki Essentials của Alex Vermeer, một ebook siêu đẹp về sử dụng Anki, dễ đọc hơn manual nhiều và quan trọng là miễn phí. 3. Cộng đồng người sử dụng Anki trên Reddit. Tớ đã một vài lần gửi thắc mắc lên đây và được trả lời. Một trong những người điều hành kênh này là GlutaniMate, người đã code rất nhiều add-on kinh điển cho Anki, tiêu biểu như cái head map màu xanh thể hiện chuỗi ngày học mà tớ sử dụng trong hình thứ hai của bài viết. 4. 20 nguyên tắc để ghi nhớ kiến thức. Bài viết này trên trang của SuperMemo, tiền thân của hầu hết các app SRS phổ biến ngày nay. Tớ đã hiểu được nhiều điều về những quy tắc để ghi nhớ mà trước đây chẳng có ai dạy cho tớ cả. 5. Tới đây thì mọi người đã có thể sử dụng được Anki rồi. Nếu còn có gì không chắc, mọi người có thể đọc trên manual của Anki hoặc Anki Droid, một trong những client của Anki trên Android. Tin tớ đi, Anki khó xài và hoàn toàn dễ khiến bạn bỏ cuộc nếu không tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Mà trong manual thì gần như đã có hết mọi thứ rồi. Kết. Tớ bắt đầu quan tâm tới Anki từ khi đọc cuốn sách Fluent Forever,
How to Learn Any Language Fast and Never Forget It. Một thời gian sau, tớ đọc thêm cuốn Phiêu Bước cùng Einstein và cuốn sách đã thay đổi tớ trong những suy nghĩ về quá trình ghi nhớ cũng như giới hạn của con người. Nói chung, tớ khá thích những chủ đề này và việc sử dụng Anki chỉ là một thử nghiệm của tớ trong việc ghi nhớ. Và cũng hơi bất ngờ khi sau một năm, tớ thấy nó khá là thú vị. Bài viết của tớ chỉ là một ghi chú ngắn trong việc học cũng như ghi nhớ. Nếu bạn đang là người sử dụng Anki hoặc chỉ mới quan tâm tới nó và có thắc mắc, bạn có thể comment ngay phía bên dưới. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiron.com để tìm đọc thêm. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại.